con đường cao tốc ở ngoại ô thành phố. Nếu chiếc xe phía trước bị hỏng, thì người bố nên dạy con hành xử như thế nào? Quả nhiên người đàn ông lập tức đứng dậy, cầm súng bắn về phía xe của hai cha con. Trên sườn núi còn có một người nữa cũng đang nổ súng về phía họ. Đây là một vụ giết người có kế hoạch. Người cha nhấn ga lao về phía tên sát thủ, nhưng tên này đã tránh được. Người cha bị trúng đạn, chiếc xe mất lái lao qua lan can trên đường, rơi xuống bên rừng cây phía dưới. Hóa ra người đàn ông này tên là Owen, là một nhân viên kế toán. Owen có được bằng chứng phạm tội của một doanh nghiệp kinh doanh trái phép. Owen nhân cơ hội hai tên sát thủ chưa đến đưa chứng cứ cho con trai Connor, bảo cậu bé hãy men theo dòng sông chạy về thị trấn, đưa cái này cho phóng viên. Connor vừa đi khỏi, hai tên sát thủ là Patrick và đồng bọn đã đến. Owen cố ý khởi động xe, hai tên sát thủ liên tiếp nổ súng. Chiếc xe bị rơi xuống chân núi. Cậu bé Connor nghe theo lời bố dặn, không dám lên tiếng. Nhìn thấy có một chiếc xe đi qua, hai tên sát thủ lập tức giấu súng đi. Một người phụ nữ dừng xe lại. Sau đó hai tên này lập tức rời khỏi hiện trường. Không lâu sau, cảnh sát đến nơi. Người trên xe chính là cậu của Connor, Ethan. Ethan chú ý đến cô gái bị chết bên đường. Đồng thời anh cũng phát hiện một chiếc xe bị rơi xuống núi. Rất nhanh sau đó, hai tên sát thủ nghe lén được hệ thống liên lạc nội bộ của cảnh sát. Ethan báo cáo hiện trường có một người phụ nữ và một người đàn ông đã tử vong. Hai tên này đều biết con bé trai kia vẫn chưa chết. Bên hồ nước có một người phụ nữ đang cầm dao để xử lý vết thương của mình. Connor nhìn thấy người này liền chạy đi. Người phụ nữ nhanh chóng tóm được Connor lại. Người này nói với Connor mình tên là Hanner, là nhân viên phòng cháy chữa cháy của cục lâm nghiệp. Trên đầu cháu sao lại có máu, có chuyện gì vậy? Connor đạp Hanner ra rồi tiếp tục chạy. Nhưng Hanner nói thị trấn cách đây tận hơn 10 dặm anh cơ, còn phải trèo qua một ngọn núi nữa. Connor nghe xong, cuối cùng quyết định sẽ để Hanner giúp đỡ mình. Patrick bị ông chủ Arthur gọi đến. Arthur nói rằng đứa bé đã chạy thoát, việc này sớm muộn gì cũng bị bại lộ, xử lý thế nào thì cậu tự nghĩ cách đi. Patrick và Jack làm việc rất chuyên nghiệp, hai người rất nhanh đã vạch ra kế hoạch. Trong quá trình điều tra, bọn họ phát hiện Connor có một người cậu tên là Ethan làm cảnh sát. Ethan trước mắt chính là manh mối duy nhất để tìm được Connor. Vì vậy hai người mặc quần áo giả làm cảnh sát. Sau đó Patrick vứt bật lửa vào trong rừng, cả một khu rừng lớn bốc cháy. Allison, vợ của Ethan đang mang thai, cô ngồi nhà đợi chồng mình đi làm về. Thấy bên ngoài có đèn xe chiếu vào, Allison tưởng là Ethan đã về. Cô ra cửa nhìn nhưng lại thấy hai người cảnh sát da trắng. Allison vô cùng cảnh giác, cô biết hai tên này không phải tốt đẹp gì. Allison một tay đóng cửa, một tay cầm bình ga mini. Patrick và Jack đi vào nhà. Một cuộc ẩu đả diễn ra, Allison bị xô ngã, Allison bị súng chĩa vào. Patrick cầm một cây sắt bỏ vào đống lửa đang cháy, để lát nữa sẽ dùng đến. Jack nhìn thấy trong nhà đồ của trẻ sơ sinh, liền nhắc nhở Patrick đây là một bà bầu. Sau khi hỏi vài câu, Patrick vẫn không dò la ra được tung tích của Connor. Hắn ta bảo Jack cầm cây sắt đã được nung đỏ, chuẩn bị ra tay. Tôi có thể tìm được đứa bé. Dưới sự uy hiếp của Patrick, Allison gọi điện thoại cho Ethan. Nhưng khi nghe điện thoại, Allison lại bắt đầu hỏi Connor đói chưa. Mình muốn làm chút đồ ăn cho cậu bé. Patrick nhận ra đây là ám hiệu, xông lên tát Allison ngã lăn ra đất. Allison thuận tay với được bình ga mini. Đám lửa táp vào mặt Patrick, Jack cũng nhanh chóng né được. Allison nhân cơ hội chạy trốn được, cầm súng bắn cho Jack một phát. Allison chạy ra ngoài cửa. Hanner và Connor về đến đài quan sát. Connor dần dần đã tin tưởng Hanner hơn. Cậu bé đưa chứng cứ mà bố đưa cho mình cho Hanner xem. Hanner biết sự việc nghiêm trọng rồi đây, phải ngay lập tức đưa Connor về thị trấn. Đi được nửa đường, hai người gặp phải một thử thách không hề nhỏ. Trên đồng cỏ, sét không ngừng đánh xuống. Hanner và Connor vừa chạy vừa trốn, mấy lần suýt bị sét đánh trúng, may mà đã tránh được. Nhưng tia sét cuối cùng suýt thì đã đánh trúng Hanner. Patrick và Jack đã để thoát Allison. Trên mặt hai người có rất nhiều vết thương, nhưng nhiệm vụ cấp bách. Lúc này đột nhiên Ethan về nhà, Patrick và Jack lập tức trốn đi. Ngoài Ethan, có một cảnh sát nữa cũng đi cùng nhưng vừa xuống xe đã bị bắn trúng đầu. Ethan liên tục nổ súng, Patrick bị Ethan tấn công từ phía sau. Patrick bỏ hết trang thiết bị trên người xuống. Patrick nói với Ethan vợ của anh đã bị chúng tôi bắt cóc rồi. Muốn cô ta sống thì phải giúp chúng tôi tìm được Connor. Mấy người đến hiện trường, ở đó chỉ còn cái xác xe và xác chết của Owen. Hóa ra vốn dĩ đội khám nghiệm đã đến nơi, nhưng họ bị ngọn lửa chặn lại. Ethan phát hiện dấu chân của Connor, anh định lén lút xóa bỏ dấu chân, nhưng bị Jack phát hiện. Bọn họ bây giờ đã xác định được Connor còn sống. Ethan thấy nếu cứ thế này thì không ổn. Ethan biết bọn chúng sẽ không dám giết anh, nên anh không ngừng kích động Patrick và Jack. Ethan quan sát vị trí của hai tên này, đột nhiên xông lên quật Patrick xuống đất, nhưng rất nhanh anh bị Jack cầm súng nghi vào sau lưng. Hanner may mắn không bị sét đánh trúng, nhưng không còn nhiều thời gian nữa, hai người phải lập tức lên đường. Sau đó trước mặt họ là một biển lửa. Theo kinh nghiệm của một nhân viên phòng cháy chữa cháy, Hanner biết không thể đi theo hướng này được. Hai người chỉ đành quay về đường đi ban đầu. Tháo tất ra, Hanner thấy chân mình đã đỏ ửng. Sau đó cô đổ rượu vào chân, cảm giác vô cùng khó tả. Hanner bôi thuốc lên,
Sau đó cô nhìn vết thương sau lưng mình. Hunter định thay một chiếc áo khác. Sau khi thay áo, Hunter uống thuốc giảm đau. Cô đã nhìn thấy phía xa có ánh sáng. Có vài người đang đi về phía tháp quan sát. Cô nhanh chóng dùng kính viễn vọng để quan sát cho thật rõ. Ethan đi ở phía trước bị hai tên phía sau cầm súng chĩa vào. Hunter bảo Connor nhẹ nhàng đi xuống giường, bò dần dần đến chỗ mình. Kẻ thù giết cha Connor đương nhiên nhận ra. Ba người đi đến chân tháp. Ethan nói nơi này tối um nên chắc chắn không có ai ở đó cả. Patrick vừa nhìn đã biết nơi này có người. Nhân viên phòng cháy chữa cháy nếu không có ở đây thì sao lại có lửa chứ? Patrick và Jack bàn bạc, biết rằng không thể tấn công từ phía dưới, vì vậy phải dụ người xuống đây để giải quyết. Vì thế bọn họ bảo Ethan, mày đi lên đưa người xuống đây. Ethan đi vào trong tháp, nhỏ tiếng nói với người bên trong. Bên ngoài có hai tên sát thủ có súng, anh bảo hai người hãy trốn thật kỹ, đồng thời cùng Hunter bàn kế để trốn thoát. Jack ở dưới trèo lên cây. Ở góc độ này, Jack phát hiện Ethan ở bên trong hình như đang nói chuyện. Jack lập tức nổ súng. Ethan trúng đạn, Patrick cũng lập tức nổ súng. Vì tháp quan sát làm bằng gỗ nên trốn ở bên trong cuối cùng cũng sẽ chết. Ethan bảo vệ để Hunter và Connor trốn ra ngoài. Hunter ôm Connor tụt dây thừng xuống. Nhìn thấy có người xuống, Patrick và Connor lập tức đuổi theo. Nhưng hai tên này suýt nữa bị trúng đạn. Hóa ra Allison đã đến. Cô ở trong góc tối nổ súng. Patrick và Jack bàn bạc, Patrick ở lại đối phó với Allison. Jack được yểm hộ, xông ra đuổi theo Hunter và Connor. Patrick liên tiếp nổ súng về phía Allison. Allison trốn sau gốc cây nổ súng. Patrick trúng đạn, nhưng Allison đã hết đạn. Bây giờ ai nhanh hơn người đó sẽ thắng. Cuối cùng Allison nhanh hơn một giây. Patrick lại trúng đạn một lần nữa. Nhưng trước khi chết Patrick vẫn muốn chống cự, định bật người dậy phản kháng, nhưng lại bị bắn một phát nữa. Lúc này Hunter và Connor chưa đi được bao xa, phát hiện trước mặt là biển lửa. Lửa đã sắp lan đến chỗ hai người. Hunter nói với Connor, lát nữa lửa lan tới, cháu phải chạy về phía trước. Sau đó nhanh chóng chạy đến con suối ở bên tay trái, tìm chỗ nào đó rộng nhất nằm xuống. Sau khi hai người chia tay, Hunter quay người lại, một mình đối phó với Jack. Jack càng ngày càng tiến gần Hunter. Hunter trốn sau gốc cây đánh úp Jack, nhưng Jack không hề sợ, trừng mắt nhìn Hunter chạy về đường cụt. Connor quay lại, Jack chú ý vào cậu bé. Hunter lại giáng cho Jack một phát nữa, sau đó lôi Connor chạy về phía trước, nhưng Jack vẫn không hề hấn gì. Hắn ta đánh Hunter chảy máu mũi, sau đó dùng cô để uy hiếp Connor. Nếu như Connor không xuất hiện sẽ đánh chết Hunter. Jack ra tay đánh đập Hunter dã man, dừng tay lại. Jack nhìn thấy Connor bước ra, hắn cầm dao chuẩn bị kết thúc tất cả, nhưng có vẻ Jack đã xem thường Hunter. Hunter chém một nhát vào lưng Jack, sau đó lại một nhát nữa. Jack cuối cùng đã kiệt sức, nhưng lúc này lửa đã lan tới. Hunter lập tức kéo Connor chạy đi. Jack cháy thành tro. Trên đài quan sát, Allison đã tìm được Ethan. Mặc dù có áo chống đạn nhưng vết thương của Ethan vẫn rất nặng. Hai người đeo mặt nạ oxy vào để cho trời phó mặc số phận. Ở bên kia, Hunter và Connor nhảy vào một hồ nước. Hunter nói với Connor, cháu hãy hít một hơi thật sâu sau đó chìm xuống nước. Sau đó thở ra từng chút một. Trên mặt nước, lửa cháy vô cùng dữ dội. Hunter nắm chặt tay Connor, Ethan ôm chặt Allison. Cuối cùng mọi thứ đã trôi qua. Máy bay đến cứu viện, một vài nhân viên nhảy dù xuống. Họ tìm thấy Hunter và Connor và tìm được Allison bình an vô sự. Nhưng Ethan đã chết do vết thương quá nặng. Hunter an ủi Connor. Lúc này phóng viên đài truyền hình cũng đã đến. Mặc dù kết thúc bộ phim là cảnh đoàn viên, nhưng không thể không nhắc tới những nhân vật trong phim quá ngầu. Bộ phim khiến cho những nhân vật chính diện luôn ở vào một trạng thái lo sợ. Khán giả rất hy vọng sẽ có phần